lúc đó em còn đang ở nhà make up thì bạn đã tới rồi và bạn xuất hiện trong trạng thái rất là bóng bẩy, bóng từ cái xe tới cái người luôn. Cái người nó bóng như thế nào, cái xe nó bóng vậy luôn. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi, em thích lắm chị ơi. Em lúc đó em nghĩ là trời mưa, xe lạnh. Tháng mưa mà tháng mưa của tháng 11 nữa chị. Thì mình nghĩ trong đầu, ông trời đang ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ một câu rủ trú mưa thôi thì chị nhìn. Là vô liền đúng không? Là vô liền. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp những câu chuyện của một cặp vợ chồng thứ hai này. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp đôi này. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Văn Bích, hiện tại em làm nhân viên văn phòng, đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Em là Tuyết Trinh, năm nay em 27 tuổi và em quê gốc của em là ở Đắk Lắk ạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì Trinh với Bích là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Hôm đó là vào cuối tuần thứ bảy á, thì em cũng rảnh rỗi nhiều. Em cũng lướt Facebook, kiểu tìm đối tượng để em nhắn tin đó chị. Em cũng nhắn tin tầm 2-3 người gì đó. Trong lúc đó thì vợ em mới trả lời, em mới bắt đầu câu chuyện với vợ em. Tại sao em trả lời ảnh? Có phải là em nhìn cái hình nền, em thấy ảnh cũng đẹp trai quá đúng không? Dạ không, avatar của ảnh là để cái hình phía sau lưng rất là lùn, avatar rất là xấu. Facebook của em ở ngoài em không có xinh nhưng mà trên hình em rất là ảo. Lâu lâu lại có nhiều người nhắn tin làm quen thì kiểu em tin gì, nhà em ở đâu, em ăn cơm trưa, em rất là ghét luôn. Mà mình cũng không có cái tin là sẽ có cái tình yêu ảo ở trên mạng gì hết. Sáng hôm nay em đang làm thì em thấy tin nhắn Have a night day Trinh, kiểu là nửa tay nửa ta, em không thích. Bạn hỏi một câu thì em phải 30 phút hoặc 1 tiếng sau mới trả lời. Thì cứ liên tục như vậy và em thấy người ta kiên nhẫn kéo dài cuộc nói chuyện với mình. Rồi cứ thế là tìm hiểu nhau thôi chị ạ. Bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ngoài đời? Dạ khoảng tầm 3 tuần ạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì em có cảm giác như thế nào về anh này? Rất là đúng giờ, cực kỳ đúng giờ. Lúc đó em còn đang ở nhà make up thì bạn đã tới rồi và bạn xuất hiện trong trạng thái rất là bóng bẩy, bóng từ cái xe tới cái người luôn. Cái người nó bóng như thế nào, cái xe nó bóng vậy luôn. Xe nó bóng sao? Có nghĩa là cái xe nó sạch tới mức mình nó tối luôn, nó lói luôn. Tóc của anh là gió thổi là không bay được luôn. Anh rút keo kỹ đến mức mà gió thổi không bay luôn, ngồi rất là phong thái lãng tử, mặc dù em ra trễ cả tiếng đồng hồ. Vẫn không thật là em biết ngồi ngoài gồng cỡ nào. Thì em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Tại vì quan điểm của em là con trai nó hơi xề xòa một tí phong thì trần nó mới quyến rũ. Không thích chồng. Đúng còn rồi, em thích. Thì sao? Dạ em cũng không thích luôn ạ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa lý do? Lý do? Tại vợ em là tính cách là quá mạnh mẽ và nói khá nhiều. Rồi sau đó thì các em như thế nào, các em mới quen nhau? Em cũng tính là không nhắn tin nữa. Những người con gái trước của em là tính cách khác hoàn toàn với bạn. Thì em mới thử cho mình cơ hội để mình khám phá, mình tìm hiểu thử xem cái người tính cách mà không thuộc cái gu của mình xem như thế nào. Bạn thì ở tốt đâu quận 7 á, còn em thì là tiếp tận Tân Phú bên này, là gần Bình Tân luôn. Mà bạn rất là siêng, là ngoài giờ làm ra lúc nào bạn cũng chạy qua em cả, bất kỳ giờ nào. Không chạy quen thì bạn ở nhà bạn lại video call. Thì mình đã cảm nhận được là người ta là toàn tâm toàn ý như mình. Quen nhau như vậy á, một cái khoảng thời gian bao lâu tụi em mới cưới? Dạ khoảng 1 năm 3 tháng đó. Hai đứa có thường xuyên đi chơi riêng với nhau không? Dạ có, đi chơi riêng thì có, cũng có đi du lịch ạ. Và đi xa như vậy có thời gian ở bên nhau không? Điều đó là dĩ nhiên. Lần đầu tiên của tụi em thì lại ở Hồ Chí Minh này, chứ không phải là đi du lịch. Đám cưới của bạn của vợ em trong công ty á, thì hôm đó là mấy bạn cũng ép em uống khá nhiều. Khi về á, thì trời cũng tối tối rồi, mưa rồi. Thì em mới rủ bạn này thôi, mưa quá rồi mình kiếm chỗ nào tấp vô mình nghỉ chút rồi về. Cái thái độ của bạn sao? Trời ơi em thích lắm chị ơi. Em lúc đó em nghĩ là trời mưa, xe lạnh. Tháng mưa mà tháng mưa của tháng 11 nữa chị. Thì mình nghĩ trong đầu, ông trời đang ủng hộ mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần chờ một câu rủ trú mưa thôi thì chị nhìn. Là vô liền đúng không? Là vô liền. Mà bạn thì em không hiểu tại sao vô tới nơi bạn lại run vậy này, bạn này. Cái run y như kiểu là lần đầu á. Nhưng mà sau này em tìm hiểu thì không phải lần đầu, thì mình này kiểu là mình cũng đang có cảm xúc. Xong bạn cứ mò, ủa em ơi, cái váy này mở sao vậy em? Đây, cái váy này mở sao vậy? Không đó, cái váy em rất là khó mở. Và bạn, cái thời gian bạn mày mò thì cảm xúc em bị tụt mất. Nhưng mà vẫn xảy ra. Vẫn xảy ra. Đúng rồi. Mừng. Thực sự là hứng thú lắm em. Vợ em cũng khá nảy lửa nữa. Hình như vợ em là người chủ động trước em luôn á anh. Dạ. Hôm đó là cũng tanh bành với vợ em luôn á anh. Bây giờ là các em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Tụi em lấy nhau được khoảng 6 tháng rồi đó. 6 tháng. Tới phần này mới hay nè. Biết phần gì rồi đúng không? Em biết. Em cũng mong chờ lắm.
Trinh nói trước. Cưới nhau về thì em xin lỗi anh, nhưng mà bạn quá nhiều tật xấu đi. Thời gian mà mình yêu mình không có ở chung với nhau, cho nên mình không có vạch trần được, hoặc là mình không có biết được nhiều. Không vạch trần nữa. Là cái mục đích em tham gia chương trình này là để phốt chồng em. Bạn kỹ tính, kỹ và sạch tới mức mà em cảm giác như mình đang là con dâu và chồng em đang là mẹ chồng vậy đó. Hôm nào mà bạn đòi rửa chén là xác định là hôm đó bồn nước nhà em phải hết. Khi nào cũng rửa phải một nửa tiếng, hơn nửa tiếng. Mà chỉ có mấy cái chén thôi bạn rửa không? Mà bạn kỳ cọ, rất là bạn quá ư là sạch đi. Rồi đồ giặt đồ của bạn rất là khó tính. Ví dụ như áo thùng của chồng em mặc đồ ướt là phải khi mà phơi là phải gập lại rồi mới được phơi lên để không có bị hư phom áo. Nhưng mà khi khô thì phải khi móc vào tủ thì phải móc nguyên cái áo để khỏi phải gãy phom áo. Hoặc là quần khi gập thì phải vuốt thẳng thóm rồi mới gập rồi mới bỏ vào tủ. Rồi nhiều khi tự nhiên nửa đêm đang chuẩn bị đi ngủ rồi, em ơi trần nhà dơ quá, bây giờ lấy dễ lau trần nhà em ơi. Là giấc bấm dậy đi đêm luôn nhà. Đó hả? Đúng rồi, chuẩn bị đi ngủ rồi đó. Rồi còn gì nữa nè? Chồng em thì rất là yêu âm nhạc, mê âm nhạc, nhưng mà không biết hát. Chồng em nhưng mà mê âm nhạc sao gọi là thật xấu? Có nghĩa là mê tới mức mà ngủ dậy là mở, đi toilet cũng mở, tắm cũng mở, thậm chí đang nằm mà cũng mở. À, nghĩa là mở nhiều loại nhạc đúng không? Không, một bài nhạc. Bạn mở tới mức mà tới cái đoạn quảng cáo gì em biết em thích. Là theo trend đó phải không? Đúng rồi, bạn rất là thích theo trend. Trên mạng mà có cái trend gì chẳng hạn như là cái đợt đó có phim siêu anh hùng. Và coi siêu anh hùng về là bắt đầu chiu chiu, chiu chiu chiu. Hoặc là mấy cái trend chẳng hạn như là bà Tân Vlog là em ơi bây giờ anh nấu món này siêu to khổng lồ nha em nhá. Rất là thích theo trend. Rất là thích ăn nhưng không biết nấu ăn. Ăn uống rất là lập dị, có nghĩa là rất là thích chế mấy cái món. Chẳng hạn như là thường người ta nước tương người ta pha với lại tương ớt đúng không chị? Bạn là nước mắm đổ tương ớt vào trộn lên ăn. Hoặc là nhiều hôm đang ăn một nồi lẩu thái, em nhà mình có nem chua, bỏ nem chua lẩu thái ăn. Cái nem mà người ta gọi là nem Bình Định, nem Đồng Nai rồi này kia đó. Chế nhiều thứ lắm chị. Bơ mà lấy bơ ra cuốn bánh tráng mà chấm nước mắm ăn thì chị thử hỏi ăn được không? Đó mà chế vậy đó chị, ăn uống vậy đó. Cuốn bánh tráng chấm nước mắm. Rồi bây giờ tới em đó Bích. Tham gia chương trình này em có một mục đích giống vợ em không? Dạ có luôn anh. Có luôn hả? Dạ. Vợ em thì lúc mới quen á thì kiểu là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nhắn tin là dạ thưa đàng hoàng. Đến lúc cưới về mới phát hiện không. Bạn rất là dữ. Và kiểu là nói không còn nhẹ nhàng nữa mà lúc nào cũng lớn tiếng. Thì em thì em lại không thích lớn tiếng lắm. Một tật xấu nữa là quần áo á anh, thì lúc nào là cũng vô là nhét vô tủ. Đồ trong nhà á, thì em cũng lâu lâu em cũng gặp cho vợ em á, mở tủ ra là nó tràn ra như cái phô mai tràn á. Em cũng gặp lại rồi. Mấy hôm sau là cũng mở tủ ra lại tiếp tục tràn tiếp. Vợ em cũng là khá là nóng tính mà cũng hay cầu nhàu nữa. Mai em mặc cái đầm này á, anh chồng ủi giùm em đi. Thì em kêu em ơi nay mệt quá thì em tự ủi đi. Cũng lấy cái nệm ra ủi anh thì cũng quăng xuống trước mặt em mới bực quá. Em bảo vợ gì mà giữ như quỷ. Tới giờ vợ chồng nhậu em là cái vấn đề là chồng suốt ngày chồng kêu em giữ như quỷ này kia á. Sao chị Vân nhìn như kiểu thương cảm. Thương cảm á, thấy nó hốt hoảng mà nó thảm tốt vậy nè. Em mong vợ em thay đổi cái gì rồi em thỉnh cầu luôn đi. Nhưng mà còn tật xấu em chưa kể hết chị. Nói đây còn hơn. Nhiều hôm là em mấy vợ em mà cũng đang nằm thì vợ em cũng xem mấy cái tin tức trên mạng á, là kiểu là chồng đi ngoại tình rồi này kia rồi về mắng chửi vợ này kia. Tự nhiên quay qua tát em không biết chuyện gì xảy ra. Giống như tự trời vậy đó. Dạ kiểu như áp đặt cho em bảo đàn ông khốn nạn này kia là anh là mai mốt anh đi ngoại tình là em mà có con là em nhảy tự suy diễn ra. Nhiều hôm là em đi đá banh về, bình thường là em 8 giờ về tới nhà, có hôm thì em thì tầm 9 giờ hơn về thì vợ em đuổi em ra khỏi nhà luôn. Tối về hai vợ chồng nằm nói chuyện á thì bảo là kiểu là cũng xem này kia là chồng kiểu là kiếm cớ ra ngoài rồi cũng ngoại tình rồi đi với cô này cô kia rồi kêu bận công việc công tác này kia. Tự nhiên về kêu vô đuổi đầu tầm em luôn á. Dạ con nghiệp nhỏ hết sức luôn rồi đó. Trời ơi, nhỏ thế mà mặt nó vừa thở đứt quãng mà mặt tái đi da nhợt nhạt. Tưởng là sắp mất tới nơi á. Thực sự mà nói em à. Rồi thôi bây giờ nè, sẵn đây nè. Em đâu nhẹ thì, nhàng em nói mong muốn thay đổi đi. Thỉnh cầu á, trời cầu. Vợ em là bớt càm ràm, bớt nóng tính và suy diễn đi. Tại vì em là lúc nào em cũng dành thời gian, luôn luôn dành thời gian cho vợ từ lúc quen đến lúc cưới. Là vợ em là chỉ có em nghe em rớt nước mắt luôn chị. Dạ. Thôi còn em sao thì sao này? Mong muốn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn chồng em là anh bớt mê điện thoại lại, bớt bắt trend lại, bớt ăn uống đồ chế lại. Và đừng có kỹ quá em sợ luôn. Mà bạn nói nghe nè, em nói tại sao em lại suy diễn vậy? Em không biết, em giống như là
Em ghen dùm xã hội đó chị. Em ghen dùm xã hội. Trời ơi em cao cả ghê vậy. Nhiều khi em nghĩ em cũng quá đáng. Bây giờ em xem một bộ phim em thấy cái anh đó mà bỏ cái chị đó, hoặc cái ông đó bỏ bà đó, hoặc là vũ phu với lại phụ nữ đang quay quậy, tán mấy cái thằng đàn ông như anh nghe cho mấy cái thằng đàn ông. Trời ơi mà tội nghiệp thằng nhỏ nữa. Nhưng mà cái chuyện này nó vẫn còn tiếp diễn không em? Dạ em nghĩ là sẽ còn á chị. Hiện giờ cái tình cảm của hai đứa đó là đứa nào yêu đứa nào hơn? Dạ em nghĩ là vợ yêu thương em nhiều hơn. Thực sự á Trinh ơi, em đẹp lắm á Trinh, chị nói thiệt luôn, mà em có duyên nữa. Bây giờ á bớt mạnh mẽ lại chút xíu, thùy mị lại chút xíu cho nó, nó thuần luôn, là coi như em perfect luôn. Thấy không? Với lại chú này có đi khám tim chưa? Mặt chú tái mà chú kể chuyện, mặt chú hốt hoảng mà chuẩn bị nói điều gì là quay qua nhìn vợ cái hả? Đừng để cho chú bị yếu tim nữa, tội nghiệp chú. Ai nhìn là cũng là biết vợ em kèo trên, mà trong khi đó là em đã xin phép là em cho em kèo trên rồi á. Dạ. Thay đổi lên một chút phải không? Để mà cân bằng với nhau nha. Dạ. Ừ. Rồi xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Ha, cảm ơn anh chị. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm, cao bằng long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm Kiều Sắc của Trung Ương 3 giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh như là bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ dịch vụ và sản phẩm chăm sóc da trị giá 4.500.000 đồng từ Viva Group, gồm liệu trình cream laser tại Viva Clinic có tác dụng trị nám tận gốc, giúp da trắng sáng mịn màng. Sản phẩm serum chỉ tơ nâng cơ từ dược mỹ phẩm Rencare do công ty trách nhiệm hữu hạn Viva Beauty nhập khẩu và phân phối. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Phú Nhuận, kịch Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý các bạn. Đau lưng lại, đau lưng nha, lại. Đau lưng lại nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng bạn sợ con gì nhất? Trinh, Bích sợ con gì nhất? Đưa ra. Không sợ con gì cả. Và đây Hùng sợ con gì? Con rắn, con vợ. Rồi, đáp quớt. Với đáp án vừa rồi thì vợ chồng Bích với Trinh sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Chọn đi. Màu vàng. Màu vàng. Hùng, ông thích màu gì? Tụi em bận màu xanh thì chắc chắn là sẽ chọn màu xanh. Ồ, cuối cùng chị màu hồng nha, tại vì tím đi với hồng, còn em vàng đi với vàng. Quá đen à. Đúng không? Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Các cặp vợ chồng khoan mở. Đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Có con chưa, có con chưa? Chưa phải không? Muốn có con không? Rồi, muốn có con đúng không? Rồi, trời đó. Anh hy vọng rằng là Trinh và Bích sẽ nhận được cước chui nồi nằm trong cái thùng màu vàng này nha. Dính cước chui nồi là chắc chắn có con ha. Rồi chuẩn bị. Đếm nào. Mở. Wow. Trời ơi, hay quá hả? Ủa chương trình này. Trời ơi. Ý trời rồi em ơi. Trời, có gặp vợ chồng son nào cần con, mong con, hãy đăng ký tham gia chương trình Vợ Chồng Son sẽ có con. Đó. Ghê thật. Như vậy là chúc mừng cặp vợ chồng của Hùng và Diệp đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm Kiều Sắc của Trung Mương 3. Và chúc mừng cặp vợ chồng em đã nhận được một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân, và đặc biệt là cước chùi nồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Quốc Thượng xin cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung Mương 3 trị chứng thận hư thận yếu đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.
Rồi có một lần em làm cái chương trình ca nhạc đang diễn như vậy đó, thì tự nhiên chập điện, cúp điện, sợ cái em ra sau cánh gà em khóc, khóc mà không cũng an ủi. Mỗi lần mà đi chơi á, em ít không có, mình không có nói ý trong lòng. Khoảng thời gian đó thì em cảm thấy cái tình cảm của ảnh hình như dành cho mình nhạt nhẽo. Ừ. Xong cái chia tay em quen người khác. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau hàng tuần vào tối chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa, mình đang trẻ tự nhiên giờ dài rồi sao? Thôi cho anh đi Đà Lạt quá. Anh đi Đà Lạt 5-6 ngày á. Anh về. Đi để suy nghĩ đó dạ, con. Dạ. Cái con nghĩ, trời ơi, anh tức quá. Rồi con vô, cùng con cũng nói chuyện, nói dạ bác. Giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ. Bố chồng con điềm tĩnh á. Ừ, thôi con về đi, để bác tính. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. À, xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào cô Hồng Vân và chú Thuận. Ừ. Chào cả một khán giả, em tên là Hàn Thanh Tú, đây là vợ con. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay là con 30 rồi. 30? Dạ. Tú công việc gì? Dạ, con làm cho gia đình, làm việc cho gia đình, làm về tái chế giấy ạ. Ồ, vậy dạ. Hả? Rồi mời. Dạ, con. Chào cô Hồng Vân và chú Thuận và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con tên là Nguyễn Trinh, năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại cũng kinh doanh với gia đình bên sản xuất quần áo. Ồ, à, vậy đó hả? Sản xuất quần áo là gia đình con đúng không? Dạ. Trời ơi, coi như tái chế giấy là gia đình của Tú đúng không? Ồ, trước khi mình vào những câu chuyện đúng của rồi. Cặp đôi này, chúng ta lại gặp nhau trong một cái không khí đầu năm. Ở mùng 6 Tết vẫn là còn Tết. Bây giờ hai đứa con đã đến với gia đình vợ chồng son rồi đúng không? Dạ. Giống như là cái phong tục tập quán của đất nước mình á, từ đó giờ á là con nít này chúc Tết người lớn xong cái được lì xì. Đó, ở nhà mình đấy. Thường từ nhỏ lớn mình nhận tiền lì xì xong làm y vậy cái nè. Đứa nào đứng lên trước. Dạ con, dạ con. Năm mới con chúc cô Hồng Vân cái đầu tiên là sức khỏe, cái là sống luôn vui vẻ và công việc luôn suôn sẻ. Cô Hồng Vân chúc Tú gia đình thật là hạnh phúc nè, tụi con sẽ sống với nhau răng long đầu bạc nè, công việc của con thì suôn sẻ, tiền vô như nước, lì xì. Dạ. Rồi bây giờ tới Trinh. Tới con đó. Dạ. Năm mới con chúc chú Quốc Thuận dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và lúc nào cũng đẹp trai. Trời ơi, thiệt rồi, chú đẹp trai là chú cực kỳ thích luôn. Chú chúc cho con gặp được nhiều may mắn, giữ mãi cái nét thanh xuân như thế này, luôn là người vợ, người mẹ tuyệt vời trong gia đình nhỏ. À, đây, lì xì cho cái công việc mà công việc về quần áo của con là phát đạt nghe không? Đó. Yeah. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Vợ Chồng Son. Cái thời gian đầu tiên mà các con gặp nhau đó nó như thế nào? Cơ duyên gặp nhau ra sao và ấn tượng về nhau như thế nào? Kể cho chú nghe đi. Cái thời điểm đó là tầm 22-23 Tết năm 2020. Thì lúc đó con có chơi một cái mạng xã hội Tinder để tìm kiếm bạn bè thôi. Thì vô tình thì con có thấy anh Tú trên đó. Nói chung là con cũng có một chút thiện cảm. Thì con mới match anh Tú. Thì vô tình anh Tú cũng đã match con từ trước rồi. Thì lúc thì anh nhắn tin làm quen con. Con thích cái thiện cảm gì ở khuôn mặt của Tú? Dạ thật ra cái lúc đó trên đó hình ảnh anh Tú là không có tấm nào thấy mặt hết á. Thấy cái gì? Có nghĩa là... Dạ chỉ có cái bóng lưng với lại nói chung là không có rõ mặt. Người đàn ông bí ẩn đó. Tú cũng me dạ. Nhiều rồi phải không? Con thì trên đó con đợi ảnh thì rất ít là đưa cái mặt ra. Con thích chụp kiểu giống như là mình che mặt hoặc là mình kiểu mình chụp dáng của mình là nhiều. Bí ẩn đó, bí ẩn.
Con thấy Trinh thì thật ra là con biết Trinh từ chắc 2 năm trước. Trinh là một người bạn của bạn con. À. Dạ. Thì biết thôi chứ hai đứa chưa bao giờ nói chuyện hết. Bạn dạ. Nhưng mà là bạn bình thường hay là bạn gái? Bạn của một người của bạn con trai nữa chứ không phải con gái. Dạ. Ừ. Lúc đó là cũng biết là Trinh cũng đã có người yêu rồi cách 2 năm trước. Bây giờ thấy Trinh đây thì không biết như thế nào thì mình mới thử coi. Tại vì mình cũng thích nên là mình cứ tiến tới thôi. Vừa quẹt xong thì nằm một chút thì tin nhắn báo tới là bạn đã cũng được. Có người quẹt lại. Ừ. Dạ. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Con cũng vô cũng nói chuyện luôn. Thời gian đó cũng gần Tết thì Trinh cũng bận phụ gia đình may mặc, và cuối năm thì đi thu công nợ này kia. Con nhắn tin thì Trinh cũng ít trả lời lắm. Tại vì gần Tết thì mình rảnh thì mình cũng muốn gặp mặt để mình đi ăn uống cuối năm thôi. Dạ. Ủa nhưng vậy thì là gặp nhau trước Tết hay là sau Tết? Dạ trước Tết. Và cái lần đầu tiên gặp nhau Trinh được thấy coi như là thấy full cái gương mặt của chàng trai này đó, thì lúc đó thì em thấy sao? Hôm đó là ảnh cứ đòi qua đón, nhưng mà tính con á là con thích tự đi à, con không thích người lạ biết nhà con, cho nên là con nói thôi, con từ chối, con nói là để anh tự đi mà anh cứ đòi qua hoài à. Nhưng mà con nhất quyết là anh tự đi. Gặp, nói chung là con không ấn tượng gì nhiều hết. Tại vì thật ra anh Tú không phải là gu của con. Gu của con là gì nói? Muốn nghe coi. Gu của con là mấy anh kiểu lực lượng khỏe mạnh mà ngầu á vậy à. Đó, bụi bặm á. Lúc đó anh Tú trắng bóc mà, người cũng nhỏ nhỏ, hơi ốm ốm nữa, mà dịu dàng, chu đáo á. Đó là cái ấn tượng đầu của con thôi. Còn Tú thì sao con? Hẹn gặp nhau là trong cái nhà hàng đó là cũng hơi tối. Trinh mặc nguyên một bộ đồ màu đen nữa nên là con thấy thì tối thui. Tối thui luôn. Chung là con gì thấy mặt Trinh lúc đó cũng kiểu mệt hay sao mà lúc mà tới là lúc sau con hỏi thì mới biết là lúc đó đang rất là đói bụng. Mà đường đông, đường Tết nữa. Của con gặp nhau hôm đó là 28 Tết. Thì gặp nhau ở trên một cái nhà hàng trên đường như Mạc Thị Bưởi. Là lúc đó là đang đông lắm, ở đó người ta đang bày ra quầy sập Tết nữa. Vừa đói vừa mệt mà vừa kiểu mà phải đi bộ này kia đông người nên là Trinh rất là mệt. Nên là mặt hơi bị hơi quạo. À là mặt Trinh hơi mệt cả đó. Hơi khó chịu nữa. Lúc đó là con thấy con cũng kiểu con sợ. Tại vì sao chị mới gặp nhau mà mặt quạo quá. Rồi sau cái bữa đó sao? Các bạn có liên tục gặp nhau nữa không? Cái lúc mà ăn xong á là hai đứa có đi thêm một quán rượu ngồi nói chuyện nữa. Nói chung là hai đứa hợp cái khoảng nói chuyện, nói rất là nhiều vấn đề, đề tài. Cái dòng yêu nhau ngộ lắm em. Nói hoài nói thường, sáng thì tới khuya cũng nói được mà giờ cuối cùng không động lại cái gì hết. Tới tối thì ảnh đưa con về. Ảnh đưa con về xong ảnh mở cốp xe rồi ảnh tặng cho con một cái chậu mai. Chậu mai nhỏ. Wow. Mai thiệt là... á hả? Dạ mai hay thiệt. Hay là mai giả? Mai thiệt. Vậy mà để trong cốp xe mà. Dạ mà tại vì ảnh muốn qua đón con là để đưa cây mai để vô nhà rồi mới đi. Nhưng mà con không chịu. Mà ảnh thì không nói có cây mai. Thì lúc đưa về là hên là cái mai nó không có rụng. Sau đó hơn nửa tháng là tụi con quen nhau. Thì nhà con cũng có mấy chuyến du lịch ngắn á. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Thì cái phòng khách đó mẹ con sửa lại thành cái phòng ngủ luôn. Ủa kinh quá. Tú ngủ ở cái phòng khách ngủ đó. Dạ. Được. Thời gian bao lâu thì là hai đứa sẽ từ trên lầu đi xuống phòng khách. Ở hoặc chung. Từ phòng khách đi ngược lên lầu? Tầm 3 tháng. Dạ, lâu ạ? Dạ, lâu quá vậy. Đó. Là lý do gì mà cưới sớm vậy? Bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới. Chứ sao? Đấy chưa, tôi đã nghi rồi. Tôi cũng đã biết rồi. Nghi rồi, nghi rồi. Nhưng mà là sau khi mà biết con có em bé rồi chắc gia đình chắc cũng vui đúng không? Con thì con lại sợ. Tại vì con với anh Tú tính là quen nhau tầm 1 năm mới cưới. Mà trước khi gặp anh Tú là quan điểm của con là 30 tuổi con mới lấy chồng, đùng một cái có bầu. Trời con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Rồi không biết ba mẹ sao. Tới cái lúc mà con nói chuyện với ba mẹ, con nói với ai trước? Em gái con trước. Con rủ em gái con xuống nói với mẹ. Hai chị em cứ mẹ rồi cứ cười rồi đâu dám nói đâu. Mẹ cứ chuyện gì nói đi. Thì nói ra mẹ con cười ơi là cười. Mẹ đoán trước rồi. Mà con với em gái con có đứng sợ. Không biết mẹ cười xong rồi sao nữa. Mẹ cứ cười hoài à. Xong rồi ba về mẹ cũng cười, mẹ nói với ba cái ba cũng nhìn con kiểu cũng bình thường. Thế sao ba kêu có bầu rồi giờ thôi chứ sao giờ. Giờ thôi chứ sao giờ. Bây giờ mẹ hỏi cái cảm giác của Tú nè. Lúc mà Tú nghe tin Trinh có bầu thì cái cảm giác lúc đó con sao? Dạ lúc đó con cũng rất là sợ. Thật ra con cũng chưa có sẵn sàng để mình lên chức như vậy. Lúc đó là con nghe tin xong thì con nói chuyện trên xong con đi về nhà con luôn. Để con kiểu con nằm con xin
nghĩ coi mình sẽ giải quyết như thế nào. Trinh thì cũng kiểu cũng sợ, cũng gọi với con Hoài. Thật sự là lúc đó là con sự nghiệp thì mình đi làm gia đình thì cũng ổn định. Thật ra lúc đó con còn ham chơi, con biết có con là mình phải có trách nhiệm rất là nặng, chăm lo cho con mình và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Mà con thì kiểu con muốn đi đây đi đó, con tắt điện thoại luôn để con ngồi con suy nghĩ. Con không biết sẽ nói chuyện với bố mẹ con nữa, tại vì gọi liên lạc với con không được. Trinh đi thẳng xuống nhà bố mẹ con để nói chuyện với bố mẹ con luôn. Ngày hôm sau thì con mở điện thoại lên thì bố mẹ gọi nhỡ nhiều quá. Thì mới gọi lại cho bố mẹ, không biết có chuyện gì bố mẹ mới kêu vô nhà. Bố mẹ không nói gì hết, cũng kêu con vô ăn cơm bình thường. Hồi sau mới hỏi con có chuyện gì không, nói cho bố nghe đi. Lỡ là nói cho bố biết, nói xong thì bố nói thôi cũng có tuổi rồi. Nhỏ mới có 30 tuổi mà ông già nói thôi đã có tuổi rồi. Dạ, như là bố con cũng rất là muốn con cưới có gia đình ổn định. Tại vì con, trong nhà con thì con là út. Thôi tính ngày chuyện cưới đi, sắp xếp ngày để bố mẹ qua nói chuyện với ba mẹ của Trinh nữa. Bố mẹ có nói là hôm qua hết Trinh nó qua nhà không? Dạ có, tại vì con cũng nghi rồi, con cũng chạy vô. Cái con rất là hiểu tính bố mẹ con, không giờ mà kiểu tự nhiên mà kêu con vô ăn cơm vậy đó. Nhưng mà Trinh, cái lúc mà con qua nhà bố mẹ của bạn con á, con như thế nào? Anh Tú nghe con có bầu một cái, chở con đi khám, rồi có kết quả chắc chắn rồi. Thôi kêu thôi để anh về nói chuyện với ba mẹ anh này kia. Nhưng mà dọn đồ từ nhà con đi về luôn, kêu là anh ở đây anh không dám, không biết nói chuyện ba mẹ em sao. Thôi em nói chuyện ba mẹ đi để anh về nói chuyện ba mẹ anh. Thì về tắt máy. Không, ổng kiểu không có muốn ai liên hệ tới mình á. Xong rồi nói với con, thôi cho anh đi Đà Lạt quá, anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về đi để suy nghĩ anh đó về, con dạ. Cái con nghĩ, trời ơi con tức quá. Cái tính con cái gì là cái đó ra rõ ràng. Đừng có mập mờ hay đừng có cấm lặng đó. Con tức lắm. Con lái xe thẳng xuống. Trước khi đó là con điện thoại, con nói con có chuyện muốn thư với bác. Thì bố chồng con kêu à, có gì thôi con nói chuyện qua điện thoại đi. Thì con mới nói là dạ thôi để con xuống gặp bác luôn. Ừ con xuống đi. Là con đi từ Gò Vấp chạy xuống Bình Dương. Nửa tiếng hồi là con có mặt. Rồi con vô con cũng nói chuyện, nói dạ bác giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ thôi con về đi để bác tính. Là con về, con về nhà được đâu tầm hơn tiếng cái là anh Tú gọi cho con. Con nói ủa Trinh em xuống gặp ba mẹ anh hả? Vậy là ngon lành quá rồi. Mày cưới xong về đó thì có những cái tật xấu gì rồi. Bây giờ bạn nào nói trước đây? Dạ thì lúc cưới nhau về thì lúc đó là con đã có bầu đâu hơn 3 tháng rồi. Cái thời gian con có bầu á thì vẫn là ở nhà con, ở cái phòng khách đó đó. Khi mà gần sinh con mới về Thủ Đức là vợ chồng con ở chung cư riêng. Tại vì thời gian tìm hiểu nhau là quá ngắn, về ở nhau chưa hiểu nhau được hết thì lại có con, thì nó có rất là nhiều cái vấn đề không thể giải quyết được. Ví dụ chồng con á chỉ có cái tật là mê game. Trời ơi mê kinh khủng luôn. Nhiều khi con nghĩ mê hơn vợ hơn con luôn. Con là cái tiếp người là nhạy cảm mà gặp con mới sinh nữa. Giống như chồng con đang chơi game mà con ví dụ con mệt con đang ngủ mà con khóc, chồng con kêu con dậy dỗ. Dở trận là thua. Tức quá. Quen con là ngày chơi có 1 tiếng 2 tiếng à. Kìm lắm. Giấu sau giờ mới lo ra. Giờ xả vàng rồi. Yes. Rồi gì nữa giờ nè. Chỉ có mê game thôi à. Là không có thật xấu gì luôn. Có ghen không? Dạ. Có bừa bộn không? Không có, dạ không. Không chăm con rồi. Dạ chăm luôn. Ảnh chăm nhiều hơn con. Không nhậu nhẹt, không cà phê bạn bè gì hết luôn. Ở nhà không vậy ở đó. Ở nhà vợ con chỉ có mê game thôi. Có là Tú hoàn thiện vậy luôn á hả con? Chỉ có một cái tật xấu thôi. Hai vợ chồng con á, đa số thời gian ở nhà với nhau nhiều. Cho nên là hầu như là hai đứa không có gì để nói với nhau á. Con với chồng con ít giao tiếp với nhau nhiều á. Con chỉ muốn là chồng con nói chuyện con nhiều hơn thôi. Ủa có nghĩa là công việc của con cũng bận, công việc chồng con cũng bận. Thành ra là hai đứa ít có thời gian riêng cho nhau. Dạ không, thời gian hai vợ chồng chăm con xong thì buổi tối là chồng con chơi game, con coi tivi. Không nói chuyện với vợ, bạn bè thì không có. Vậy thì con nói chuyện với ai? Trinh game. Con nói chuyện với bạn coi trong game. Thực ra Trinh nói vậy cũng không phải là đúng, là con cũng có nói chuyện với Trinh. Bé nó còn nhỏ thì nó hay kiểu giật mình giữa đêm. Con muốn cho Trinh ngủ xuyên giấc thì con ngủ với con. Sáng ngủ dậy là con bắt đầu con thay tạ, con cho bú buổi sáng. Xong rồi con mới đi làm. Con về thì con dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Chưa kể tật xấu mà sao tôi thấy lòi ra nhiều quá vậy. Khi mà xong việc hết rồi con cho con bú cự tối. Xong con đi ngủ. Lúc đó con thấy thoải mái rồi xong con mới ra con ngồi con chơi game. Trong quá trình chăm con này kia thì hai vợ chồng cũng có tiếp xúc với nhau, nói chuyện rất là nhiều. Trinh ở nhà thì đôi lúc là Trinh không có gì để nói với con. Thì con thấy chắc
Trinh không có gì muốn nói thì con nghĩ vậy chắc không sao, thì con ngồi con chơi game thì Trinh ngồi cạnh con, Trinh coi tivi. Cô cảm nhận con là người hoạt bát chứ con không phải là người ít nói. Chỉ có cái vấn đề ở đây là con nghĩ rằng là con với Trinh không có một cái chung để mà thảo luận sôi nổi, thậm chí là tranh cãi với nhau, đúng không? Cho nên rằng hai đứa tụi con cứ bình yên, gọi là giống như mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Nhưng mà cái đó đó lại là cái mà gọi là giống như sóng ngầm ở dưới. Nãy giờ cô Trinh nè, tôi nghe chú ấy kể cái công việc của chú ấy từ sáng tới tối là tôi thấy lòi ra nhiều đó. Có đến trên là cử tối là con cho bú, xong rồi ảnh cho con ngủ. Thì em bé của con á, là con luyện easy từ bé, từ lúc 2 tháng là con sẽ cho ngủ một mình, ngủ riêng một phòng. Nhưng mà chồng con thì xót con, tối lại vô ngủ với con. Thật xấu của Trinh là sao nè? Dạ, Trinh thì bị một cái là hơi bậy, kiểu bừa bộn. Trinh làm cái gì cũng kiểu bậy rất là nhiều. Đa số là chỉ nói buổi trưa thôi. Buổi chiều thì bình thường cuối tuần hai vợ chồng đi ăn ở ngoài. Buổi trưa thôi mà con thấy chắc Trinh bậy sẽ cũng phải 5-6 cái tô rồi, 3-4 cái chảo đầy ra rồi, chén bát tùm lum rồi. Bình sữa của con thì con cũng rửa. Một ngày con rửa chén chắc cũng phải, con dùng là chiếm chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ con mới rửa xong cái đống chén đó. Bừa bộn, cái gì nữa? Chỉ có cái bừa bộn là thấy rồi, con thấy là nên, vợ con nên sửa thôi. Qua cái bếp mà cô thấy cái bếp nó bừa là cô ăn hết ngon luôn. Rồi bây giờ giống như Trinh, bây giờ là Trinh mong muốn Tú thay đổi điều gì? Thì con cũng mong chồng con nói chuyện con nhiều hơn. Nói chuyện đó nhiều hơn. Con chỉ mong Trinh là đừng có hay cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt, tại những chuyện đó là những chuyện nó rất là không đáng để hai vợ chồng cãi nhau. Hy vọng là các bạn sẽ có được những cái cải thiện và giúp cho cái cuộc sống nó ngày càng hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nhé. Rồi cảm ơn Tú và cảm ơn Trinh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn cô chú. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó, gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú thiện là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sao? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái. Tại giống như là thương từng chút từng chút. Thì tiện là mối tình đầu của em mà. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới hai em. Happy New Year. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi. Hiện 37. Tại em cũng sinh sống ở quận 9. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất. Hai vợ chồng làm chung rồi đó. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? Có thời gian thì làm chung chị. Thì bây giờ vậy, Núi sẽ chúc anh Bin, còn Thiện sẽ chúc chị Vân, đúng đó, không? Đó. Thì hai em đó ấy, hai đứng đó lên lì xì cho hai em nè. Ok. Đó, rồi em chúc chị đi, chị lì xì. Thì em chúc chị ngày càng xinh đẹp và diễn hay. Sắp tới thì trong tình hình, bất cứ tình hình nào vẫn đắc show. Thì em là dân thiết kế sự kiện thì em cũng đắc show theo. Rồi chị chúc chị ngày càng xinh đẹp như thế. Rồi chị cảm ơn em. Chị chúc em á là đầu tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp lúc nào cũng gọi là thăng tiến, và rất mong là những sự kiện của em là chị cũng đều có mặt. Dạ, chị em chị. Rồi tới Núi. Dạ, năm mới thì em xin chúc anh Quốc Thuận á, gia đình bình an, mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe, anh Thuận mãi trẻ vậy. Cảm ơn Núi. Nhân dịp đầu năm mới anh cũng chúc cho Núi ha, cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là mọi người đều sức khỏe, bình an. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cảm ơn. Năm mới. Rồi, mời ngồi. Thực sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị. Và nhận món quà này rất là cảm ơn anh chị. Và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Đầu xuân. Hay quá. Các quý vị. Rồi em đứng hát luôn Thiện. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rất là vui vẻ, rộn ràng hơn. Yeah.
Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đan về, dịu dàng bên hương sắt xuân tràn lan. Nhìn nhà đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắt xuân. Mơ mơ niềm vui. Thôi hay quá, sắc xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn một cái không khí phải nói là rất là sinh động, một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Hai Vợ Chồng Núi, có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Thì em nhớ là cách đây khoảng 13 năm về trước, là hồi mùng 4 năm 2018 ạ. Em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi bé nội tên tên nhà của em ạ. Em mới quay lại, em thấy là em mới là chào chú Thiện. À là chú cháu biết nhau hả? Dạ. Thiện là tại vì, tức là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Dạ. Cùng trong xóm. À là biết rồi, rồi tiếp tục. Rồi cái em ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc. Đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. lúc nói đó. Gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú Thiện là chú Thiện lúc đó là cộng với 11 là nhiêu, là chú Thiện cũng 30 mấy rồi, 32 rồi. Trời ơi. Trường cũng nhiều lắm. Nhiều lắm. Tiếp tục nè. Lúc đó rồi ảnh gọi rồi ảnh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt hay này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời được, cuối cùng không có nghe máy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của bé Nụi với anh Thiện là sợ, đúng không? Dạ, dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện kêu, bé Nụi là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì vậy? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á, cũng một cái dịp gần Tết thôi, thấy Nụi trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện như bé Nụi nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chân cây mai này kia mỗi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước đó là muốn vợ đó là mình để ý cô nội này đó, cho nên cái câu mà bé nụi là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi, đúng không? Tức là mình đã lên cái quan hệ rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè? Khoảng từ lúc cô bé Nụi đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng á chị. Nói chung là nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á, dạ, thì đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở trong Tây Ninh hả chị? Lần đầu tiên đi với mình không biết là bé Nụi có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm trạng là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ anh, tại em học ở Sài Gòn, lúc mà kiểu nghỉ Tết xong á thì lúc đó là anh ở Tây Ninh thì lúc đó là cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? Em nhớ là đi xem bộ phim trong đại chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên bộ, không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu là về sớm, chở em về, trên đường về là em cứ run đó. Em nhìn nó, con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ chở đi chỗ khác luôn. Dạ. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má mình đó, là ở đâu? Dạ, ở khu du lịch Đình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Em gì kia? Đó. Ủa đâu? Tức là mặc dù rất là cảnh giác nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng, từ từ là mới quen. Chuyện mới đầu thì chẳng hạn như
em với chú. Đó là từ từ đó. À nội với chú. À nội với anh. Dù vậy chuyển từ từ. Anh với em. Dạ, chuyển từ từ bắt đầu đó, anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, em nhau là 8 năm. Tại vì anh Thiện nói chung là nhiều nhiều scandal về bạn gái cho nên là lúc đó là em cũng sợ gia đình biết là cũng phản đối cho nên là cứ thôi để từ từ để giống như để càng khẳng định là cho anh giống như là em phải cần thời gian xong, đó nhờ, xong. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm mà. 6 năm. Vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra? Thật ra là tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi mà nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh, ảnh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á, thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính đúng không? Dạ. Ví dụ như cái chi tiết nào? Em ví dụ như nhiều khi là mình con gái thì tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái chứ. Tại giống như là thương từng chút từng chút. Thì Thiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó, kiểu vậy đó. Được rồi, bây giờ tới Thiện. Có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy. Lười thể thao. Hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu chậm đúng rồi. Lê mê đó. Trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì Núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì Núi rất là ít nói, chẳng hạn như có nhiều khi ở Sài Gòn mình đi về quê, nhưng mà trên đường thì nhiều khi mình thì là người chủ động, mình nói quyền riêng, nói để cho cái cuộc đi nó vui, nó được thứ. Thì Núi ít có nói. Sau này thì cũng có thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như đi những sự kiện này kia thì mình cũng mong cô ấy là thay đổi để hoạt bát nhiều. Nhưng mà bây giờ thì cũng rất là khác hơn xưa rất nhiều. Được rồi. Đó, bây giờ hai vợ chồng làm quá làm vậy thì có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á là em rất là mong mỏi. Nhưng em cũng lớn tuổi rồi. Bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần, rồi thứ nhất là có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha. Đầu năm mới mát miệng chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6. Mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Yeah. Thầy Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện và Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Yeah. Và trong năm nay luôn nha. Yeah. Các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho tụi mình chương trình biết nha. Yeah. Thôi xin chúc mừng năm mới. Yeah. Hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lòng đó, đúng không? Cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo.
chào hai em. Mời hai em giới thiệu cho mình. Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quốc Phận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện. Năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. À, rồi, mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Quốc Phận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi. Đang có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À, mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em mới được 10 tháng rồi đúng không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em mới cưới. Có nghĩa là có em bé là mới cưới. Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới hồi tháng 6. Diễn dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Thế rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm. Chồng mới thấy thì chồng cua cẩm đâu cua có 3 ngày nữa. Thế là chồng duyên dáng lắm đấy. Nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ đúng không? Lâu dữ lắm rồi đó. Chồng mới nhầm nữa. Cái đó thì khi vợ em đăng tút tâm trạng lên á thì em có nói chuyện với vợ. Em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ, vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi. Xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hổ hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, luôn. Không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi. Lại hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại dạ. Là 3 ngày sau là Vĩnh. Dạ. Anh còn hỏi em mà cái lần thứ ba mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Anh sợ bỏ luôn. Dạ. Hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó thì mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm giác của tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ anh đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà, chồng sạch sẽ gọn gàng, cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đầu đi chạy kèm, dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng người lắm. Em thề cho người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. Đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi cái sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm là em không có mê rồi. Nghĩa là ông nói chuyện nhẹ nhàng đúng không em? Dạ. Ừ. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong thì vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ôi Diện ơi, Diện. Dạ, đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè. Em ôm chồng, em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá. Em hỏi
đi vào làm gì ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ rồi lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà làm sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó cũng còn xa nữa. Wow. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó làm một vạch nguyên đầu ạ. Hai tay em có cầm, phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vợ em bảo tới... Trời ơi! Tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tính là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? Lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm nhà em với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, thường bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực. Em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì không biết tôi đừng gửi là tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Là tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự bảo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm. Phải là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng... Bây giờ thì bố mẹ vợ với em là như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu?
Dạ ba mẹ em, ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói với mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Em đứng lại bên đi. Đây bác. Không sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Thương bà Trương. Rồi qua bà này. Đó, qua bà. Bà Trương em. Rồi bố, rồi mẹ. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Thực sự á, chị thấy câu chuyện của tụi em á, phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây á, xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau á, nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa đó, nhưng mà cuối cùng á, thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này, thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh, tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ, tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á, thực sự là như vậy đó. Thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu, thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Và mong rằng là năm tới bà về, bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo, rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á, là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ, và vợ em cũng không có một lời nào với em, một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi, bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Cái còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em cảm ơn ạ. Đầu mũi là anh kia, mà cái cuối mũi là anh này. Cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh Tây kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình, bố mình bị vậy, người ta xót, người ta ôm vô lòng đó, đúng không cô? Không, lạnh lùng luôn, chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó, đúng không? Dạ. Ra dạ. Ngoài thiên. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Mời
Rồi, hai em giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau là lúc 7 năm về trước rồi thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa. Rất là giống BD luôn con. Rất là giống BD luôn. Hai đứa, tại vì mang đồ body, mang đồ body rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xí cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi cùng? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À, không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bạn ảnh. Thì hai bạn cứ chơi vậy rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD. Thì cứ kêu là kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, ồ anh qua bên này chơi với em đó, kiểu vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là ồ là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao, con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái sau mà nhảy nhót vậy lắm đúng không? Dạ, yeah, không phải nhảy nhót, như cái miệng á, cái miệng nói dữ á. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, mà cuối cùng á dớt thì mình dớt luôn. Là sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng, thấy uổng, cái sau nghĩ lại cái sau mình dớt lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á. Thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà. Thì đầu tiên á, thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba, thì mình đứng kế anh Tây. Rồi mình kiểu mình dịnh tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này là cái đầu mũi là anh kia, mà cái cuối buổi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh Tây kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh Tây nó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết. Trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh Tây kia, kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 con. Dù là cũng mến mến bạn ghê con nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh Tây á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress rồi này kia. Thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng, thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ, cũng 2 tuần. Trời, chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Rồi, các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Cái cột mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8, thì con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về, nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn, mà lần đầu tiên con bị đè, cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á, khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt, tại con phải tiếp bánh bèo.
mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì em mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa. Dạ, về bệnh về nhà con. Dạ, ngủ tạm vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. À luôn. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không con? Tại vì chia tay trên dưới 8 cũng rồi. Nhiều tại vì từ nhỏ cùng ở nước ngoài xong rồi cái lối sống với lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống, nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama ma lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mà drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có. Đó có là. Đó thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nổ mà kiểu ảnh không có ở nhà nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở. Thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dạy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Ảnh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót, người ta ôm vô lòng đó đúng không cô? Không. Lạnh lùng luôn. Chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ, cũng buồn nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá rồi lại đi pub chơi với bạn. Thì xỉn quá mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều. Mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không may mà cứ say lên xong rồi cứ nít ơi. Tại vì anh này con hay kêu anh là Nick. Rồi con khóc lóc rồi con thế này thế kia rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái qua sáng hôm sau bình thường lại. Bình thường. Là chị theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà... Lúc đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện là, bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là ảnh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn. Ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ có mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ Giang trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát dạ. Nên tật xấu thì chắc cũng chút thôi. Dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những gì cái mà điều. Không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống mà con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái sự đó, đó là đó. Tật xấu đó, đó. Không thấy chưa? Nói nhiều. Dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi. Mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà nói trúng, đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè, rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang, nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi.
Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó, đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở lẫy nhà kêu xa, nhưng mà về nhà là hết sức là giản dị, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Như vậy thực ra là nó không phải là tật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ cũng qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ, con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên, chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng, không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản, là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn. Và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn. Có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao á. Nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai? Không ai nói tới ai luôn. Con cũng rất là lì, con cũng không phải dạng dừa gì. Mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ, khó chịu lắm. Kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình lầm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm, lo lắng cho vợ, cho con thì ảnh... Anh con cảm giác là anh thương con hơi nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à? Chứ... Cái việc đó là việc đàn ông phải làm rất là nên. Không, dạ. Ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được. Tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Dạ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Dạ. Tức là anh rất thương, anh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con dạ. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời, chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Dạ. Cả đời người. Dạ. Cảm ơn Giang với Hưng dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son.